xin được kính chào các anh chị em. Xuống bên sông nước lên,
Xin kính chào các anh chị em. Vâng, thưa các anh chị em, em còn nhớ hay em đã quên? Một ca khúc hết sức là nhẹ nhàng được viết khoảng những năm 1980. Lúc đó tôi còn ở Việt Nam. Và quả thực là khi mà đọc thì hết sức là da diết. Nghe, lúc đó là nghe lén lút. Nghe qua các cái đài VOA, đài BBC nghe rất là lén lút. Dẫu rằng thực sự đó thì là bản thân tôi không có ưa gì ông Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên quả thực đây là một cái tác phẩm làm cho chúng ta suy nghĩ rất là nhiều. Cũng rất muốn chia sẻ với các anh chị em cuộc đấu tranh của chúng ta, của những con người Việt Nam đã đi qua những cái bước thăng trầm hết sức là đau đớn. Những bước thăng trầm đó kỳ quá vậy ta. Những bước thăng trầm đó nó đang rất cần cho chúng ta nhận dạng về một, tôi gọi một cái tính cách lãng mạn trong cuộc đấu tranh của chúng ta. sự lãng mạn tích cực và sự lãng mạn tiêu cực. Ngày hôm nay tôi chạy lên cái ca khúc này để rất muốn chia sẻ với lớp trẻ. Lớp trẻ ngày hôm nay rất nhiều anh chị em cảm thấy gần gũi đối với một cái dòng nhạc gọi là nhạc Trịnh, tức là nhạc Trịnh Công Sơn. Và chúng ta không thể phủ nhận rằng cái dòng nhạc Trịnh Công Sơn nó có những cái tác phẩm tích cực về tình người, về lòng người. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải nghiêm khắc để nhìn ra rằng nếu như thời Việt Nam Cộng Hòa, những người làm chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa mà như chế độ Cộng sản suốt 40 năm vừa qua đó, thì Trịnh Công Sơn chết queo. Tức là Trịnh Công Sơn sẽ chết queo trong tù. Bởi vì nó có nhiều những cái tác phẩm của ông Trịnh Công Sơn, không biết là do ông Trịnh Công Sơn viết lời hay là do ai đó viết lời. Tôi nghĩ giờ này đó người ta có quyền đặt một cái câu hỏi về những cái tác phẩm mang tính cách phản chiến, mang tính cách kêu gọi bẻ quặt cái nòng súng, tức là nòng súng đang nhắm về phía Cộng sản, thì cái nòng súng đó của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhiều người chiến binh cái đã bẻ quặt, tức là uốn cong cái nòng súng lại để bắn vào chính mình, bắn vào chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên đó là cái cơ hội tôi rất muốn đây cùng với các anh chị em, chúng ta nhìn đây là một cái cơ hội. Chúng ta nhìn về lịch sử cận đại, chúng ta nhìn về những người gọi là làm nghệ thuật, những người gọi là nghệ sĩ đó, để chúng ta cần phải nhận ra cái giá trị của sự lãng mạn, cái giá trị của những người lý luận, thuần lý luận, hoặc là tôi gọi là salon. Những người như ông Trịnh Công Sơn là những người góp mà nhiều phần tích cực vào cho sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và sự sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa nó đồng nghĩa với tội ác. Trước đây khoảng 30 năm người ta còn có thể là mơ hồ, có thể là ngụy biện cách này cách khác, nhưng giờ này thì không thể phủ nhận được nữa. Chúng ta phải nhìn thấy rất rõ là cái chế độ Cộng sản đó là đặc trưng của tội ác, và những người đã cộng tác vào cho sự sụp đổ của một chế độ nhân văn, chế độ đang hoàn thiện để trở thành một chế độ nhân văn, một xã hội nhân văn của thế giới đó, thì đã bị bức tử. Cho nên tội là rất là lớn. Ngày hôm nay tôi chạy cái tác phẩm này là vì là một người trẻ hát.
Tôi nghĩ hai bố con của người hát này là ở Nhật Bản. Tôi nghĩ như vậy, không biết có đúng hay không. Và quả thực là hết sức đẹp. Hai bố con hình ảnh hết sức là đẹp. Nhưng trong cái sự đẹp đẽ đó, nó có những sự đau đớn. Đối với những người như chúng tôi thì nó kèm theo là sự đau đớn. Bởi vì đâu đó chúng ta đang nhận ra là ngay trong chúng ta đó là chúng ta mơ hồ. Chúng ta có rất nhiều sự mơ hồ. Chúng ta có rất nhiều những sự mơ hồ về về chính nghĩa, về cái đúng cái sai, về cái sự tích cực và tiêu cực của những người gọi là mơ màng, sa lông mơ màng. Thế giới đang dần chia ra, tất cả mọi các quốc gia, ngay tại Pháp cũng vậy, đang dần chia ra hai cái gọi là hai cái thế lực chính trị đối lập đối với nhau. Một cái thế lực chính trị gọi là dân chủ, gọi là socialist, tức là xã hội dân chủ, và một cái khuynh hướng đi vào vấn đề dân túy, đi vào cái quyền lợi, đi vào sự ái quốc. Tôi nghĩ rằng trong vòng 40 năm qua, 50 năm qua, cái xu hướng dân chủ đã bị lạm dụng, cái xu hướng socialist đã bị lạm dụng, tức là dân chủ và xã hội đã bị lạm dụng bởi những kẻ giàu có. Và những kẻ giàu có đó họ họ đưa ra những cái những cái danh nghĩa, những cái ngôn ngữ hết sức đẹp, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là mơ màng, để cho những người hoặc là dân ngu khu đen, hoặc là những người trẻ mới nứt mắt nhào ra cuộc đời. Đây là nhiệt huyết. Tuổi trẻ thì luôn luôn là nhiệt huyết. Và rất ít khi tuổi trẻ nhìn thấy mình là những con trâu điên, tức là húc 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 tùm lum tùm la ấy, và làm đổ vỡ ra rất nhiều những cái giá trị, gọi là giá trị đẹp đều đã bị vỡ. Chúng ta nhìn về Việt Nam Cộng Hòa, cái sự vỡ của Việt Nam Cộng Hòa nó đến từ rất nhiều bởi những người như là nghệ sĩ non non trẻ trẻ giống như ông Trịnh Công Sơn, và những thành phần gọi là sinh viên học sinh, tức là vắt mũi chưa sạch nhưng cầm vận mệnh của quốc gia, tức là một đứa trẻ đeo gươm không có bao, tức là không có vỏ kiếm mà là kiếm Nhật, đeo bằng dây chuối lủng lẳng ở giữa bụng và mặc quần xà lòn, chạy giữa chợ, lông nhông giữa chợ. Cái hình ảnh của những người trẻ Việt Nam giai đoạn năm 1970 của Việt Nam Cộng Hòa, tức là những sinh viên, nó y chang cái hình ảnh một đứa trẻ đeo kiếm samurai và chỉ mặc quần xà lòn, kiếm không có bọc, kiếm không có bao kiếm, sắc lem lem và đeo bằng dây chuối. Thưa các anh chị em, cái câu chuyện của Việt Nam Cộng Hòa nó nhắc chúng ta cần phải nhìn đến cái sự kiện của nước Mỹ ngày hôm nay. Nước Mỹ ngày hôm nay nó có những cái câu chuyện mà chúng ta đang cần phải nhìn về lòng tự trọng của mỗi con người. Khi lòng tự trọng của chúng ta có đủ đó, thì chúng ta không không khi nào chúng ta mang một cái hành vi là chúng ta lấy của người khác, ăn trộm của người khác. Ngay như ăn mày chúng ta cũng không làm. Tại sao nước Nhật là một cái quốc gia tức là dân số là ngang ngửa với chúng ta, nhưng tại sao chúng ta không thấy ở Nhật có những người ăn xin? Không phải là chúng ta đang nói chuyện là 30 40 năm nay, cả hàng trăm năm rồi, từ thời của những người cách mạng Việt Nam, thời của cụ Phan Bội Châu đi sang bên Đông Kinh để làm cái công việc của Đông Kinh Nghĩa Thục, thì
những người tiền bối cách mạng của chúng ta đã hết sức là ấn tượng bởi một cái xã hội không có ăn mày. Không có ăn mày không có nghĩa là nước Nhật không có những người khó khăn, cơ nhỡ hoặc là vô gia cư. Nhưng họ có cái cách để họ đùm bọc nhau. Mà dẫu có đói chết đi nữa thì người ta cũng không đi ăn xin. Cái nền tảng xã hội, cái nền tảng nhân văn đã xây dựng được nơi người Nhật lòng tự trọng. Một lòng tự trọng tuyệt đối để đi đến một cái nhân cách đặc biệt của Nhật Bản. Ngày hôm nay chúng ta nhìn vào nước Mỹ, chúng ta thấy những cái ngôn từ mỹ miều của những người gọi là dân chủ socialist. Họ bới móc cái chuyện của cánh bảo thủ của ông Donald Trump. Suốt 4 năm qua là họ chỉ làm một cái công việc bới móc. Và họ kéo theo được một lô một lóc. Những người da đen, những người da màu. Trong cái chuyện da màu đó nó có những người Việt Nam. Và đặc biệt hơn nữa là những người Việt Nam mà chúng ta, những người đấu tranh cho sự tự do đã từng đùm bọc, đã từng nuôi nấng, đã từng mớm từng miếng ăn cho những người đó. Tạo chính nghĩa, tạo sự chính danh cho họ để họ có cái cơ hội để họ nhận những đồng tài trợ của những cái tổ chức quốc tế mang cái tính cách là dân chủ, mang cái toan tính là dân chủ, bọc trong một cái chữ mà bây giờ chúng ta đang cần phải nhìn ra là Deep State, thế giới ngầm. Chúng ta đang có cơ hội để nhìn ra những người giàu có khổng lồ, những người của Big Pharma, tức là cái hệ thống thuốc Tây của toàn thế giới, chứ không, mà đặc biệt là ở Mỹ. Nhưng mà từ Mỹ nó mới lan ra trên toàn thế giới khác. Chúng ta đang nhìn thấy nó hiện hình, đó là những con quỷ. Kể cả là ông Thánh Bill Gates có sừng. Trước đây 10 năm người ta không nhìn thấy sừng của vợ chồng ông Bill Gates. Không nhìn thấy ông Bill Gates là không phải là con người thường, mà là con người có sừng hết sức là ghê gớm, hết sức là bẩn thỉu. Và ngày hôm nay người ta đang phải nhìn ra. Không phải chỉ có Bill Gates không, người ta nhìn thấy cả là George Bush, gia đình của George Bush. Người ta nhìn thấy cả gia đình của George Soros, nhìn thấy cả những gia đình của Rothschild, tức là toàn là những người giàu lớn, giàu to, khổng lồ, đại tư bản. Nhưng người ta đang thấy rằng những cái con người tưởng rằng sơn son thiếp vàng đó, nhưng thực thể gọi là người ta đang phải nhìn thấy cái thực tế đó, đó là bẩn thỉu, đó là sự đặc trưng của sự bẩn thỉu. Và chúng ta đã đi theo, chúng ta đã chạy theo, chúng ta đã từng vỗ tay, chúng ta đã ủng hộ cho họ nhiều lắm. Và ngày hôm nay nước Mỹ cũng vậy. Tại sao nước Mỹ trong khoảng một tuần lễ vừa qua là ồn lên cái chuyện ra một cái sắc lệnh đàng hoàng, một cái sắc luật đàng hoàng. Một số những tiểu bang quan trọng đã ra cái sắc luật là cái tình trạng ăn cắp, ăn cướp đó. Nếu ăn cắp, ăn cướp dưới cái giá trị là $1,000 thì không sao cả. Tức là không phải, không có bị công tố, không có bị ra tòa, tức là không có bị kết án. Nó cực kỳ là nguy hiểm. Và ngay sau đó chúng ta đã nhận được những cái clip là những người da đen thoải mái đi vào trong những cái tiệm trà phô, đi vào trong những cái siêu thị nhỏ, những cái tiệm quán nhỏ, và thản nhiên lấy đồ, chất đồ và đi ra, không thèm trả tiền. Cái sự lấy đồ, chất đồ đem đi ra đó, hết sức ngang nhiên, tức là dưới 1,000. Dưới 1,000 là không có, là không có tội. Ăn cắp dưới $1,000 là không có tội. Và
chúng ta cũng có những người Việt Nam, và những người Việt Nam mà đâu đó đã có một cái quá trình gọi là hoạt động, gọi là hoạt động cho một đảng phái. Tôi nghe nói là đảng phái Việt Tân, tức là cái quá trình xuất hiện của cái đảng Việt Tân là từ những năm 1982 đến bây giờ, 82, 83 đến bây giờ, và nó gây ra biết bao nhiêu những hệ lụy, nó gây ra biết bao nhiêu sự bẩn thỉu, gây ra những sự đẹp đẽ cũng có trong những năm đầu, và sau đó là bầy hầy những sự bẩn thỉu. Và ngày hôm nay chính những người đó lên tiếng ủng hộ cho cái chuyện là cái sắc luật đó ra là đúng, bởi vì chúng ta phải biết gọi là chia sẻ cho với nhau, chia sẻ kiểu gì lại vậy? Tại sao chúng ta không nhìn về nước Nhật? Nói đến ăn mày thôi chưa nói đến ăn cướp. Nhật, ở Nhật không chấp nhận, tự con người ta tự lòng tự trọng đã xây dựng để không xảy ra cái chuyện ăn mày. Chưa nói đến chuyện ăn cắp, chưa nói đến chuyện ăn cướp. Và bây giờ chúng ta hỗ trợ cho cái chuyện ăn cắp như vậy, cho cái chuyện gọi là nếu mà dưới 1.000 đô la thì không bị tố giác, không bị công tố. Vậy thì mỗi một ngày họ đi lấy ở một tiệm. Tức là mỗi một ngày họ vào một tiệm trà phô, họ lấy khoảng 800 đô la thôi. 30 ngày họ có bao nhiêu tiền? Và cái sắc luật đó nó tạo ra một cái tiền lệ gì? Nó tạo ra một cái tiền lệ cho toàn xã hội là một cái bãi phân trâu. Đây là điều vô cùng quan trọng. Ở đây là một sự phá, gọi là sự phá phách, sự phá nát cả một cái nền kinh tế và cả một cái nền nhân văn, nhân đạo của xã hội, của con người. Nó cực kỳ là nguy hiểm. Tôi không hiểu rằng những người của cái tổ chức Việt Tân, nếu là thật như vậy thì ai dạy chúng mày mang cái suy nghĩ ủng hộ và nói rằng điều đó là đúng? Ai dạy chúng mày? Thằng Hoàng Cơ Minh dạy chúng mày à? Hay là thằng Hoàng Cơ Định dạy chúng mày? Chúng mày ăn cơm hay chúng mày ăn cứt mà chúng mày thổi ra được cái suy nghĩ đó, bảo vệ cho cái chuyện thế này thế nọ, ủng hộ cho cái chuyện ăn cắp ăn cướp như vậy, bảo rằng dưới 1.000 đô la thì thoải mái ăn cướp. Cái hệ lụy nó sẽ làm nát tan cái xã hội của nước Mỹ nếu không đủ cái tầm suy nghĩ để nhìn nhận. Thì đừng ăn nói bừa phứa, đừng có cái chuyện là vì tiền của bọn Việt Tân là chia tay nhận của bọn thằng George Soros, bọn thế giới ngầm. Từ cái bọn Việt Tân, từ cái bọn gọi là Kiều Ngọc, Ngọc này là Ngọc nói theo tiếng Tây nhé. Ngọc này là Ngọc, Ngọc theo tiếng Tây, Ngọc theo tiếng Pháp. Lừa. Thì chúng ta đang nhìn thấy rằng chính cái đội ngũ gọi là đội ngũ mang tiếng rằng đấu tranh cho một xã hội Việt Nam tốt đẹp là đang là những thứ tay sai của bọn thế giới ngầm, mà tay sai một cách ngu dốt, một cách bẩn bựa. Kể cả là cái chuyện mới đây gọi là ngày 10 tháng 6 sự kiện ngày 10 tháng 6, tinh thần 10 tháng 6 bất diệt, là cái đám gọi là đám người Việt và đám Trần Kiều Ngọc làm những cái buổi, tức là những buổi truyền hình, những buổi thuyết trình, những rất là ghê gớm, và kêu gọi những cái tổ chức hoặc những cá nhân độc lập mà gửi tài liệu cho cái chương trình của cái ngày gọi là ngày mùng tinh thần bất diệt của ngày mùng 10 tháng 6. Một số những người độc lập, hoạt động độc lập đã rất là tích cực để gửi tài liệu. Nhưng người ta chớ phở, người ta té ngửa là khi mà cái tài liệu đó được xào nấu, được đem vào chương trình thì các cá nhân của họ đều bị trở thành là nhân lực của Trần Kiều Ngọc ấy. Nó bẩn bựa. Tôi rất là thấy là tiếc.
Kiều Ngọc mặt mũi đẹp đẽ, nhưng nó gian quá. Cái gian này có lẽ là nó thừa hưởng từ cái gen, từ cái thời kỳ mà cô ta hoạt động với bọn Việt Tân. Và cho tới ngày hôm nay, những cái sự bẩn bựa đó, nó chúng ta phải đặt vấn đề là cái lòng tự trọng nó ở đâu? Cái nhân cách nó ở đâu để mà ăn cắp của người khác như vậy? Ăn cắp tài liệu của người khác và đồng thời ăn cắp cả cái, tức là mập mờ đánh lận con đen để nói rằng à đó là người của tôi, à cái bọn đó, cái trang gọi là trang công giáo cái trang công giáo đạo vào đời đó, đó là người của chúng tôi, đó là người của phe nhóm của chúng tôi, đó là tay chân của chúng tôi. Ừ, mẹ láo xạo. Cái trang công giáo đạo vào đời đó là một cái trang hết sức là độc lập, của những người công giáo độc lập và những người công giáo trí tuệ, những người công giáo Việt Nam mang một cái triết lý hết sức thực của công giáo. Nó không luẩn quẩn ở cái chuyện giáo điều, nó không có luẩn quẩn ở cái chuyện công giáo là phương tiện của một cái tổ chức nào đó, thậm chí là của Vatican. Cho nên đối với tôi, cái trang công giáo đạo vào đời đó là một cái trang hết sức quan trọng của công cuộc đấu tranh của chúng ta. Tầm suy tư tư tưởng của họ nó cao hơn rất nhiều cái bọn gọi là bọn lôm côm như là Trần Kiều Ngọc. Vậy mà khi mà tôi coi cái những cái thước, một số anh em gửi cho tôi những tài liệu, những cái thước phim đó, mẹ tôi té ngửa, giận cực kỳ là giận. Thưa các anh chị em, từ cái câu chuyện của em còn nhớ hay em đã quên của Trịnh Công Sơn, những để nói về những tác phẩm, để nói về những sự lãng mạn tích cực trong một lô một lốc những cái lãng mạn tiêu cực của Trịnh Công Sơn, để cho chúng ta phải nhìn ra cái sự nguy hiểm của cái sự lãng mạn tiêu cực. Chúng ta không nhận ra đó là lãng mạn tiêu cực, bởi vì họ làm cái bề ngoài thật là đẹp, ngôn từ thật là đẹp, dẫn chúng ta vào trong một cái căn nhà thật là đẹp, và trong 10 câu chuyện thật là đẹp đó, nó chỉ cần ném vào 1-2 tác phẩm gọi là phản chiến thôi, 1-2 tác phẩm lấy mất chính nghĩa của dân tộc thôi, làm xói mòn đi cái tính dân tộc thôi, làm đảo chiều chính nghĩa đấy, là chúng ta té ngửa. Tức là dẫn chúng ta vào một căn nhà với đầy đủ là bàn ăn, với đầy đủ là hoa thơm cỏ đẹp, hoa thơm cả một con đường dài dẫn vào trong cái tòa lâu đài đó là hoa thơm cỏ lạ, là đẹp đẽ. Nhưng khi mà vào bàn ăn rồi, ăn tôm hùm, ăn tôm chúa thoải mái rồi đấy, thì nổ cái đùng mà chúng ta banh xác, banh cứt ra đầy lên trên bàn ăn. Việt Nam Cộng Hòa chết là vì vậy. Và ngày hôm nay nước Mỹ, nếu những người bảo thủ, những người Cộng Hòa không kịp đấy, để mà gìn giữ lại nước Mỹ đấy, thì nước Mỹ tan nát. Tan nát vì cái bọn, gọi là cái bọn dân chủ. Nó dẫn người ta đầy trên, tôi lập lại, con đường đầy là hoa thơm cỏ lạ. Và vào trong cái buổi tiệc ăn thoải mái, những cái buổi tiệc đó ăn không phải trả tiền, ăn dưới 1.000 là không phải trả tiền, vào bất cứ nhà hàng nào, kể cả là nhà hàng Việt Nam, ăn làm sao đừng tới 1.000, đừng ăn tới 1.000 đâu lẽ, và phủi đít đi ra. Nếu một tiệm ăn của người Việt Nam một ngày bị 5 cú như vậy thôi, 5 cú ăn $800 và phủi đít để đi ra, thì những người Việt Nam nó là ăn bằng cái gì? Những người kinh doanh nhà hàng Việt Nam nó ăn bằng cái gì? Ăn đất cạp đất mà ăn. Thì cái nền tảng của cái gọi là xã hội đang đảo chiều tại bên Mỹ, đảo chiều vì lòng tự trọng. Và cái bọn dân chủ nó đang tạo ra một cái sinh hoạt mới. Cái sinh hoạt đó là con người ta khỏi cần lòng tự trọng. Giống như Việt Nam ngày hôm nay, thanh niên Việt Nam không cần lòng tự trọng, không biết, không
không nhận diện, không cần phải nhận diện lòng tự trọng. Lòng tự trọng mà không có thì làm sao nói được cái chuyện nhân cách. Chúng ta nói đến những chữ nhân cách đối với thanh niên Việt Nam ngày hôm nay thì 85% là xa lạ. Tôi nói là xa lạ chứ tôi không dùng những cái chữ lớn lao hơn, nặng nề hơn. Nhưng nó là nỗi đau của chúng ta. Bởi vì con người ta khi không giữ được lòng tự trọng thì con người ta không hơn con khỉ. Con khỉ nó thấy miếng ăn, nó thấy trái cây là nó hái. Khỏi cần tính toán rằng ngàn đô la hay không, có tới ngàn đô la hay không, nó thấy trái cây là nó ăn. Nhưng con người ta nguy hiểm hơn là con người ta tính toán được là làm sao đừng có quá 10.000 đô la. Cho nên mỗi một ngày cứ đi ăn thoải mái, đi vào tiệm thoải mái, rút ra, đem ra khỏi tiệm khoảng 800 đô la thôi, không mất gì cả. Vâng, thưa chị Hạt Sương Quê, chị hỏi là nhân cách là gì? Chị Hạt Sương Quê sao chị lại nỡ lòng để mà hỏi tôi một cái câu hỏi khó đến như vậy. Thưa các anh chị em, nhân cách quả thực, chị cảm ơn chị Hạt Sương Khuya đã gợi ý. Rất nhiều người trẻ của chúng ta không quan tâm, không tìm hiểu, không có cái nhu cầu tìm hiểu nhân cách là cái gì. Nhân à, cái bánh chưng nó có nhân trong. Cái nhân tức là cái lõi ở bên trong. Vậy cái cách đó là cái gì? Người ta có thể giải thích đủ thứ hết. Tuy nhiên, gọi là cái nhân cách chính là cái đạo đức của con người. Cái tư cách của con người. Cái nền tảng đạo lý của con người đó mang theo. Nó thể hiện ra. Người ta gọi đó là nhân cách. Thưa các anh chị em, nhân cách chỉ có được khi con người ta biết giá trị của lòng tự trọng. Đó là giữa con người với con người, cá nhân với cá nhân, cá nhân với xã hội, lớn lao hơn là đối với quốc gia. Khi chúng ta không có đạo lý, chúng ta mơ hồ về đạo lý thì chúng ta loanh quanh luẩn quẩn về cái chuyện nghĩa vụ của chúng ta, bổn phận của chúng ta, lòng tự trọng của chúng ta, rồi từ cá nhân của chúng ta đi đến cái tự trọng của dân tộc. Tức là sự tự trọng của dân tộc. Tôi nhớ năm 1996, 95, năm 1995 tôi có một cái buổi gọi là khẩu chiến với một ông thượng tá của người Thanh Hóa, một ông thượng tá nắm về an ninh ở cái trại tổng trại tù tổng trại 5. Và tôi có đề cập đến cái chuyện lòng tự trọng. Tôi nói là cái vấn đề tự trọng của mỗi một con người ở Việt Nam đang hết sức là nguy hiểm. Và tôi có mặt trên đất nước này, có mặt trong cuộc đấu tranh của tôi tại Việt Nam, tôi từ Pháp tôi về đó. Cái động lực của tôi về là do cái lòng tự trọng dân tộc của tôi mà tôi về. Và ông ta té ngửa là ông ta vỗ bàn nó rầm một cái. Ông ta nói là anh có tư cách để anh nói về lòng tự trọng dân tộc. Xin nhắc lại với anh, chỉ có Bác Hồ mới có tư cách để nói cái chữ đó mà thôi. Tức là tự trọng dân tộc. Lòng tự trọng dân tộc, chỉ có Bác Hồ mới có quyền nói cái câu nói đó mà thôi. Còn anh tư cách gì anh nói? Tôi té ngửa, tôi á khẩu luôn. Tại cái trình độ của một thằng thượng tá mà nó là như vậy, thì chúng ta phải nhìn thấy rằng cái bè lũ cạp quần của chúng nó sẽ như thế nào? Tức là sĩ quan cạp quần của chúng nó sẽ như thế nào? Cái lòng tự trọng của dân tộc chỉ có Bác Hồ mới có cái tư cách để nói về lòng tự trọng dân tộc. Đủ mẹ nó tào lao vô cùng. Thưa các anh chị em, từ cái điều đó để cho chúng ta ngày hôm nay, rất nhiều anh em chúng ta đang mơ ước
để nhìn thấy một sự phục sinh. Tôi nói đến chữ phục sinh là nói đến hết sức trân trọng. Phục sinh nghĩa là chúng ta đã chết rồi. Việt Nam đã chết rồi. Thì chúng ta mới nói đến chữ phục sinh. Chỉ có những người đui mù mới không nhận ra là Việt Nam đã chết. Và cái yêu cầu của sự phục sinh nó cần thiết nơi mỗi chúng ta khi đặt chân vào cái hành trình chiến đấu. Chúng ta chiến đấu để làm gì? Chúng ta phải nhìn rất rõ cái vai trò, ý thức và trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta chiến đấu để phục sinh một nước Việt Nam, phục sinh dân tộc Việt Nam. Và muốn phục sinh dân tộc Việt Nam, điều đầu tiên là chúng ta phải xây dựng lòng tự trọng của mỗi một con người. Tự trọng của chúng ta với nhau, tự trọng của chúng ta với chính chúng ta. Rồi sau đó mới xây dựng được lòng tự trọng của chúng ta để đồng hóa chính cá nhân của chúng ta vào với dân tộc. Đó là lòng tự trọng của dân tộc. Khi chúng ta không xao xuyến vì, tức là chúng ta đối diện với sự sỉ nhục, sự lăng nhục của một nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của lịch sử Việt Nam, khi chúng ta không cảm thấy xao xuyến, đối diện với sự lăng nhục đó, chúng ta không cảm thấy xao xuyến, thì làm sao chúng ta có thể gọi là bảo vệ được đất nước của chúng ta, bảo vệ được dân tộc của chúng ta? Và điều gì làm cho chúng ta sẽ nhận ra và sống với lòng tự trọng của chúng ta? Chúng ta hãy, tại sao người Nhật họ giữ được lòng tự trọng của chúng ta? Và cái giai đoạn khoảng những năm 1840, tại sao một cái đất nước tàu to lớn như vậy mà lại bị người Nhật là một quốc gia rất nhỏ coi ngang hàng với chó? Đi vào nhà hàng bảng rõ ràng, đi vào công viên bảng rõ ràng, chỗ này cấm Shinoa, tàu và chó. Vào nhà hàng có cái tấm bảng to đùng, chỗ này cấm chó và người tàu. Tại sao một cái đất nước lớn lao như là Trung Hoa mà phải để nhục nhã như vậy? Đó là bởi vì người ta không giữ được lòng tự trọng. Và cho tới giờ này cũng vậy đó. Tự trọng của người ta đó, nó bị cường kích, nó bị tiêm kích, nó bị làm cho méo mó, nó trở thành một cái dân túy theo cái kiểu cộng sản. Thời mà làm cái cuộc cách mạng 1911, cách mạng Tân Hợi năm 1911, cái lý luận của họ hoàn toàn đúng. Dân quốc nghĩa là Cộng Hòa. Nhưng lý tưởng thì đúng, ý thức thì đúng, lý luận thì đúng, nhưng con người thì không đúng. Bởi vì con người nội cái sự tự trọng, lòng tự trọng, nhân cách đấy, mà không có, không đủ, thì làm sao có thể ôm giữ được cái lý tưởng là lý tưởng dân quốc. Con người ta đại đa số sống theo cái tinh thần gọi là tay sai, cứ phải chờ thôi. Chờ thằng vua, chờ thằng chúa, nhìn lên thằng vua, nhìn lên thằng chúa, nhìn bọn quan ấy, là cha mẹ. Giống như con chó cứ phải ngẩng cái đầu lên để chờ cái thằng chủ nó móc cái dây dắt vào trong cổ con chó nó dắt đi. Đại đa phần người Trung Hoa, cái giai đoạn đó nó là như vậy. Cho nên nó có cái chữ là Đông Á bệnh phu. Hèn hạ là như thế. Cái sự hèn hạ đó nó đến là vì người ta không có lịch sử. Lịch sử bị phá nát hết rồi. Đất nước Trung Hoa là một cái thứ hổ lốn. Gọi là nhà Nguyên, nhà Đường, nhà Minh, nhà Thanh. Tất cả những cái triều đại đó, nó không có cái tính dân tộc trong đó. Nó, sở dĩ nó có được cái quốc gia đó là nó do nó đi ăn cắp, nó đi ăn cướp. Và khi ăn cướp đất của người ta thì bào mòn luôn văn hóa của người ta đi. Chúng ta đừng quên là cái đất
tức là của bọn Hán, nó chỉ có ở cái vùng Thiểm Tây thôi. Vùng Thiểm Tây, vùng Thiểm Tây, Sơn Tây. Chứ nó không phải là bao sang cả bên vùng Hồ Nam của ngày hôm nay, tức là Động Đình Hồ, rồi là Hồ Nam, rồi là Nghi Xương, Thượng Hải, Thẩm Quyến, Nam Giang, nó không có được những cái vùng đất. Và để lấy được những vùng đất đó, nó phải chiếm, nó phải đem dao, đem mác, đem gươm đi để nó chiếm. Và khi nó chiếm người ta thì nó phải lấy luôn hồn của người ta, phá nát hồn của người ta, tức là lịch sử bị bào đi hết. Lịch sử của Ngô Việt, lịch sử của Sở Việt đó chính là dính dáng đến cái thời kỳ Hùng Vương của chúng ta. Hùng Vương của chúng ta nghĩa là của họ, đừng quên là người Sở, là hầu hết những người kiệt xuất của người Sở Sở Việt ấy, là mang họ Hùng, tức là họ Hùng là đương nhiên là những người lãnh đạo của cái dân tộc, gọi là dân tộc Sở Việt. Nhưng cho tới giờ này có bao nhiêu người họ Hùng, còn bao nhiêu người họ Hùng, hay là chết mẹ nó gần hết rồi, chỉ còn loi nhoi vài cái gọi là họ Hùng. Nói đến điều đó để nhắc cùng với nhau, 2.000 năm trước, năm 2060, Hai Bà Trưng xuất hiện, và Hai Bà Trưng là người của dòng họ Hùng. Ngày hôm nay chúng ta nhìn về cổ sử của chúng ta, nhìn về 2.000 năm trước, chúng ta nhìn cực kỳ là mờ nhạt. Chúng ta nhìn về đất tổ của chúng ta, gọi là đất Động Đình Hồ của chúng ta, cũng hết sức là mờ nhạt. Và chúng ta không trả lời được câu hỏi tại sao đất của chúng ta từ bờ Nam sông Dương Tử, từ Động Đình Hồ, từ Nghi Xương, từ Hồ Nam, từ Thượng Hải, mà ngày hôm nay đó là chúng ta không có một cái sự xao xuyến nào cả về cái đất tổ của chúng ta, tức là 3.000 năm trước, 2.000 năm trước. Điều đó cho chúng ta nhận ra cái giá trị của lịch sử bị bôi xóa, bị bôi nhòa. Khi lịch sử chúng ta không có, chúng ta không hiểu, thì chúng ta không thể nào có được sự tự hào. Một số thời gian gần đây có nhiều anh chị em nói là phải có lòng tự tôn dân tộc. Tôi nghĩ các anh chị em dùng chữ nó hơi bị hiếp dâm. Tự trọng dân tộc chúng ta còn chưa có. Tự trọng của mỗi một con người chúng ta còn mờ nhạt, thì làm đéo gì có cái chuyện gọi là tự tôn dân tộc, tức là mẹ lão xạo. Dùng chữ một cách hiếp dâm chữ nghĩa. Cho nên hãy khiêm tốn để nhận ra chúng ta đang đứng ở đâu, chúng ta đang mất cái gì và chúng ta có còn lại cái gì. Cái điều mất lớn lao nhất mà vốn liếng đó nó trở thành cái vốn liếng sống còn để có thể phục sinh được Việt Nam hay không, đó chính là lòng tự trọng của mỗi một con người. Đạo lý. Đạo lý ngũ hành. Tại sao tôi gọi là đạo lý ngũ hành? Chúng ta nói về đạo nho là chúng ta lồng thằng Khổng Tử vào, giống như là một cái giai đoạn từ những năm 1400 đổ về sau này của Việt Nam, những bậc gọi là anh minh, những bậc gọi là trí thức của Việt Nam thì cứ loanh quanh luẩn quẩn trong cái chuyện là Khổng Nho với lại Tống Nho, mà không không chịu đào ra, không chịu đào xới ra. Trước cái Tống Nho, trước cái Hán Nho đó, nó là cái gì nho? Nó là nho Phan Rang, hay nó là nho Phan Rí, hay nó là Việt Nho? Người ta không chịu Việt Lý, không chịu tố nguyên nó ra, đào tận gốc cái gọi là nền đạo lý đó. Người ta không, thậm chí là bà Nữ Oa. Bà Nữ Oa là ai? Người Việt Nam có mấy ai tìm hiểu rằng bà Nữ Oa là ai? Ông Phục Hy là ai? Và gọi là cái nền tảng đạo đức căn bản
của nho giáo đầu tiên chính là gọi là Hà Đồ Lạc Thư. Và cái người mà được bây giờ chính những thằng Tàu đó, nó cũng vẫn phải chạy theo cái lý luận đó, là phát kiến ra đạo lý, phát kiến ra kinh dịch là Vua Phục Hy. Vua Phục Hy một buổi chiều thấy một con nghê thần mình thì là mình gọi là mình kim quy, mình rùa, đầu thì là đầu nghê. Và khi bắt con nghê đó, con rùa đó lên trên bờ thì hiện ra 18 quẻ đầu tiên của kinh dịch. Vậy mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta không chịu tìm hiểu rằng ông Phục Hy ông là ai? Bà nữ hoa, bà là ai? Và ông Phục Hy khi nhận được cái dấu tích của phát kiến của kinh dịch đầu tiên là phát kiến ở đâu? Tại sao nó lại ở phía nam, phải là bờ nam của sông Hoàng Hà? Tại sao nó không là bờ bắc của sông Hoàng Hà mà nó là bờ nam của sông Hoàng Hà? Và bà nữ hoa, chúng ta nói rằng cái đó là vua thần nông là ở bên Tàu, nữ hoa là người Tàu, Phục Hy là người Tàu. Đó là tổ của chúng ta, và tổ của chúng ta bị xiết cổ, bị cuốn dây thừng vào cổ, kéo vào đất Thiểm Tây, làm thành ông thần của người Hán, của văn hóa Hán. Tức là tổ của chúng ta, thần của chúng ta, thần nông của chúng ta, đức thần nông của chúng ta. Tức là chúng ta không phải là bị cướp đất không? Đất Nghi Sương, đất Động Đình Hồ, đất Thượng Hải, đất Giao Châu. Không phải là chúng ta bị mất đất không? Mà chúng ta bị mất cả đạo lý. Chúng ta bị mất cả đạo. Chúng ta bị mất cả tổ của chúng ta. Đạo của chúng ta là nho học, là nho giáo. Tổ của chúng ta là Phục Hy, là thần nông, là nữ hoa. Tại sao? Và nữ hoa đội đá vá trời. Và gọi là cái đội đá vá trời đó, nó là cái gì? Cái hòn đá đó là cái gì? Tại sao hòn đá đó là hòn đá ngũ sắc? Tại sao hòn đá đó là hòn đá, gọi là hòn đá năm màu? Và tại sao lá cờ, gọi là lá cờ còn truyền thừa đến tận ngày hôm nay, lá cờ vuông của chúng ta, lá cờ ngũ sắc của chúng ta, mà nhiều người Việt Nam ngày hôm nay thấy cái lá cờ ngũ sắc kéo lên kêu là cờ này là cờ tang, cờ này là cờ vớ vẩn, cờ tang, cờ lễ của mấy cái hội, mà không chịu nhìn nhận rằng cái dấu tích truyền thừa lại từ thời của Hai Bà Trưng, cái lá cờ ngũ sắc đó cổ nhất, người ta tìm được cái dấu tích không phải là ở Việt Nam mà là ở Động Đình Hồ. Cái ngôi chùa cổ nhất của Động Đình Hồ mà ngày hôm nay đó là đã bị chìm, tức là nước nhấn chìm, là cái dấu tích của ngũ hành, dấu tích của lá cờ năm màu, lá cờ ngũ sắc, lá cờ vuông ngũ sắc. Đó là truyền thừa tổ tông, di ấn của chúng ta. Và nói đến ngũ sắc là nói đến ngũ hành. Ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương sắc, âm dương ngũ hành. Tại sao? Cái nền tảng đạo lý cho con người là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Năm cái điều quan trọng nhất mà bà nữ hoa đã đội thành đá để vá trời, đó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đó là lá cờ ngũ sắc, lá cờ vuông năm màu của tổ phụ, của truyền thừa cho chúng ta đến ngày hôm nay, mà thời kỳ của Formosa đã được kéo lên một cách vô tình, được kéo lên vô tình, tôi nhấn mạnh lại, cách vô tình được kéo liền.
Điều đó nó có sự tác động bởi tâm linh, để chúng ta nhìn thấy đâu đó bóng dáng của tổ của chúng ta, của thần tổ của chúng ta đang về với con cháu. Nên nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, chúng ta cần phải học ngay từ cái gọi là ngũ hành đầu tiên đó, để chúng ta kiến tạo lòng tự trọng của con người, kiến tạo lòng tự trọng của chúng ta. Chúng ta có lòng nhân được với nhau hay không? Hay là ngày hôm nay chúng ta đi ra ngoài đường, cái bọn đụng xe, bọn gì đó nó chạy, nó bị đụng xe, nó chết kệ mẹ nó, giống như là người tàu bị cướp, kệ mẹ chúng nó. Có những cái xe tải lật đổ hàng vịt, rồi là bia, rồi tùm lum đổ ra đường, và chúng ta lấy quàng gánh, chúng ta lấy thúng, lấy mủng, chúng ta hốt đem về nhà của chúng ta, thay vì là chúng ta giúp cho ông, cái ông tài xế đó, thì chúng ta đem về nhà của chúng ta. Cái đạo lý nào, cái chữ nhân nào tạo ra cho chúng ta cái hành xử nó thú vật như vậy? Nhân nghĩa, nói đến cái nhân là nói đến con người với con người, sự nhân đạo với nhau, sự trí thiện đối với nhau. Giờ nói đến cái chữ nghĩa, nói đến nghĩa, nghĩa là nó lớn lao ạ. Nó liên quan đến quốc gia, nó liên quan đến gia đình, liên quan đến cộng đồng, liên quan đến quốc gia. Nhân, nghĩa, rồi mới đến lễ. Nói đến lễ, nghĩa là nói đến thần đó. Chúng ta đối xử với nhau có lễ, có nghĩa. Và đối với những người khuất mặt, đối với thần linh của chúng ta cũng vậy. Vấn đề tâm linh, nhân, nghĩa, lễ. Cho nên, Khổng Tử, cái thời Khổng Tử, đưa ra một cái luận thuyết mang cái tính cách nó phản lại với cái chữ lễ. Tức là ông ta nói rằng quỷ thần kính nhi viễn chi, tức là thôi đụng đến chuyện quỷ thần, điện chuyện thần, quỷ, ma gì đó là thôi không có bàn đến, vô trách nhiệm. Tức là chúng ta phủ trách nhiệm, không có chuyện đó. Trong khi là làm quan của cái thời gọi là thời 3.000 năm trước, 2.000 năm trước, 3.000 năm trước của người Việt, việc làm quan và việc làm vua là thay cho dân để nói chuyện với thần. Cho nên mới có gọi là đền Nam, tức là những cái lễ Nam Giao. Tại sao lại là gọi là cái nghi thức, nghi lễ Nam Giao, đàn Nam Giao, nó là một cái nghi thức tất yếu, gần như là nghi thức ra mắt của một ông vua đối với thần, đối với trời. Thì chúng ta cần nhìn ngay vào cái yếu tố, năm cái yếu tố nhân, nghĩa, lễ, trí và tín, để chúng ta tìm xem có chúng ta có đủ hay không. Khi chúng ta không đủ thì chúng ta không làm được chuyện đất nước đâu. Cái chuyện đất nước, khi chúng ta không có hội đủ, không hiểu đủ và không sống đủ năm cái quan điểm đó, thì cái chuyện gọi là cứu nước hay là chuyện đấu tranh cho đất nước chúng ta, nó là chỉ là chuyện vẽ vời, đó là chuyện láo xạo, chuyện là chóp lưỡi đầu môi, chuyện vẽ vời làm cho nó, cho chúng ta có vẻ đẹp đẽ. Và cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại trong vòng 40 năm qua, biết bao nhiêu những người vẽ mặt, sơn mặt hết sức là đẹp đẽ. Cái chuyện vẽ mặt, cái chuyện sơn mặt, nó thể hiện rằng cái nội dung nhân, nghĩa, lễ, trí, tín họ không hiểu gì cả. Họ không có đủ, cho nên họ phải sơn mặt, họ phải vẽ mặt. Cái tình trạng cuộc đấu tranh của chúng ta ngày hôm nay, cái sự thiếu quan trọng nhất, thiếu cực kỳ, nó chính là thiếu đạo lý để xây dựng lòng tự trọng của con người. Không có tự trọng thì không có nhân cách. Không có nhân cách, không có sự tự trọng thì đừng nói chuyện phục sinh đất nước Việt Nam. Bởi vì nếu có một cái cơ hội nào đó mà đất nước Việt Nam có, tức là được phục sinh trở lại, thì khi mà người dân không đủ cái đạo lý, cái lòng tự trọng, sống xứng đáng, sống
tức là sống hài hòa, sống công bằng với anh em, với mọi người xung quanh, thì cái gọi là phục sinh của một nước Việt Nam nó cũng sẽ đi vào chết chóc, nó cũng sẽ đi vào tiêu diệt. Cho nên cái điều rất muốn chia sẻ với các anh chị em là lịch sử phải đào vào lịch sử để từ lịch sử tìm ra đạo lý của tổ tiên của chúng ta. Và đem cái đạo lý của tổ tiên của chúng ta phối hợp với kiến thức của ngày hôm nay để tạo ra một cái năng lượng chiến đấu cho chúng ta, kiến thức chiến đấu cho chúng ta. Hãy đi từ bản thân mình, hãy đi từ lòng tự trọng của mình, hãy xây dựng được lòng tự trọng của mình trước khi nói đến chuyện lớn lao hơn, lập ra cái đảng này, ủng hộ ông thủ tướng kia hay là ông tổng thống kia. Tất cả chỉ là trò hề. Khi chính chúng ta không biết nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thì cái gọi là bà nữ oa đội đá vá trời, đội cái ngũ hành đó, đội cái ý thức ngũ hành, năm cái quan điểm để tạo ra sức mạnh của con người, tạo ra sức mạnh của dân tộc: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Bà nữ oa đội đá vá trời. Khi chúng ta không ý thức được những chuyện đó, không hiểu được những chuyện đó, không sống bằng với tinh thần đó được, thì đừng mong cái chuyện là chúng ta sẽ giải phóng được đất nước. Cái đó phỏng giái thì có thể là được, chứ còn bảo là giải phóng thì không được. Nó sẽ giống y như cái tình trạng năm 1975. Cái bọn gọi là bọn khỉ đỏ đít tràn từ Trường Sơn, tràn từ Bắc, chạy vào trong phương Nam để gọi là giải phóng miền Nam, đánh Mỹ, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam. Kính chào các anh chị ạ.